Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, luật đất đai năm 2024 sẽ mở ra cơ hội nào cho những trường hợp đất lấn chiếm được cấp sổ đỏ? Đây chắc chắn là thông tin mà nhiều người đang chờ đợi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 4 trường hợp đất lấn chiếm vi phạm có thể được xem xét cấp sổ đỏ. Cùng xem tiếp video để hiểu rõ hơn và xem bạn hoặc người thân có thuộc trường hợp nào hay không nhé. Trường hợp đầu tiên là hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 do lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình sau khi nhà nước công bố cấm mốc lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi công bố chỉ giới xây dựng lấn chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác thì nhà nước thu hồi đất để trả lại cho công trình mà không cấp sổ đỏ đối với diện tích đã lấn chiếm. Tuy nhiên, các trường hợp đất vi phạm nêu trên nếu đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà phần diện tích đất lấn chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông, không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công cộng khác, thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp sổ đỏ. Chủ đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi làm sổ đỏ cho phần đất này. Trường hợp thứ hai, người đang sử dụng diện tích đất lấn chiếm thuộc quy hoạch lâm nghiệp đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi đất đã lấn chiếm để giao cho ban quản lý rừng quản lý sử dụng đất. Người đang sử dụng đất lấn chiếm được ban quản lý rừng xem xét khoán bảo vệ phát triển rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Nếu địa phương không có ban quản lý rừng thì người đang sử dụng đất lấn chiếm được nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích bảo vệ phát triển rừng phòng hộ và được xem xét cấp sổ đỏ. Nếu diện tích đất lấn chiếm có nguồn gốc nông lâm trường được quy hoạch để làm hạ tầng công cộng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thu hồi giao chủ đầu tư xây dựng. Người đang sử dụng đất vi phạm này được tạm thời sử dụng đến khi nhà nước thu hồi và phải giữ nguyên hiện trạng kê khai đăng ký đất. Đất lấn chiếm có nguồn gốc nông lâm trường và nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc làm nhà ở từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 không thuộc quy hoạch lâm nghiệp đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ không thuộc quy hoạch sử dụng đất cho mục đích xây dựng công trình hạ tầng công cộng thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp sổ đỏ và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp thứ ba, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất do lấn đất, chiếm đất không thuộc các trường hợp đã nêu và sử dụng đất không đúng mục đích. Nếu đang sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung, hoặc quy hoạch phân khu, hoặc quy hoạch xây dựng, hoặc quy hoạch nông thôn thì được xem xét cấp sổ đỏ và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Nếu đất vi phạm chưa sử dụng ổn định hoặc không phù hợp quy hoạch thì người sử dụng chỉ được dùng tạm thời đất khi nhà nước thu hồi. Trường hợp cuối cùng là hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang, không có tranh chấp thì được nhà nước cấp sổ đỏ theo hạn mức giao đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Diện tích đất vượt hạn mức chuyển sang thuê của nhà nước. Trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai như đã nêu, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về sau thì nhà nước không cấp sổ đỏ và xử lý theo quy định của pháp luật. Có thể nói, luật đất đai năm 2024 đã mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về việc tuân thủ pháp luật. Vậy bạn nghĩ sao về những thay đổi này? Bạn đã hiểu rõ về 4 trường hợp được đề cập trong video chưa? Và liệu bạn có thuộc một trong số đó không? Hãy chia sẻ ý kiến hoặc câu chuyện của bạn ở phần bình luận bên dưới video. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể mang lại góc nhìn hữu ích cho nhiều người. Đồng thời, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video này với những người cần biết và ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường tài chính bất động sản nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích hiện đại cho cuộc sống hàng ngày? Hãy cùng khám phá ngay top 6 sản phẩm hot tại cửa hàng Cà Phê Lên mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Máy xay sinh tố đa năng Godwell đáp ứng mọi nhu cầu xay nhuyễn thực phẩm. 2. Máy massage gân cầm tay Booster U1 giúp giảm căng cơ, thư giãn. 3. Quần dài nam Guzzardo, chất liệu vải gió thể thao cao cấp mang lại sự khỏe khoắn, thoải mái. 4. Tai nghe Bluetooth Beats VKM01 TWS, công nghệ chống ồn hiện đại. 5. Nồi cơm điện Sharp, thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp, giúp cơm nấu chín đều, thơm ngon. 6. Đèn năng lượng mặt trời 2500W giúp tiết kiệm năng lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này, hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.